Đại Bồ Tát này thành tựu hành phương tiện thiện xảo như vậy thì tăng trưởng căn lành thắng diệu. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể hành tịnh giới ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Mặc dù hành tịnh giới nhưng các vị ấy vẫn không mong cầu quả báo của sự tịnh giới, tức là chẳng tham đắm quả báo thủ thắng sanh tử, chỉ vì cứu độ người chưa được cứu hộ và muốn giải thoát người chưa được giải thoát, nên các vị ấy siêng tu tịnh giới ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, mỗi mỗi đều nói rộng ở trước. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để vào bốn tịnh lự và bốn vô lượng, bốn định vô sắc, Đại Bồ Tát này tuy đối với tịnh lự vô lượng vô sắc vào ra tự tại nhưng không nhận lấy quả dị thục ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đầy đủ phương tiện thiện xảo tối thắng, quán tánh tướng các tịnh lự vô lượng vô sắc đều không, không sanh, không thành, không truyền, không diệt, nên thể nhập vào các pháp tướng, biết tất cả pháp không tác, không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, thì tăng trưởng căn lành thắng diệu. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể hành tịnh lự vô lượng vô sắc. Do hành tịnh lự vô lượng vô sắc nên các vị ấy có thể tự tại thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tuy hành kiến đạo sở đoạn, tu đạo sở đoạn nhưng không chịu chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tánh tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không truyền, không diệt, nên thể nhập vào tướng các pháp, biết tất cả pháp không tác, không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng thì mới tăng trưởng căn lành thù thắng. Nhờ căn lành này tăng trưởng nên Đại Bồ Tát có thể hành tất cả pháp phần bồ đề, vượt qua bậc thanh văn độc giác, nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đây gọi là vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, và cũng do có pháp nhẫn này nên Đại Bồ Tát có thể tự tại thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tuy tự tại vào ra theo chiều thuận nghịch đối với tám định giải thoát, chín định thứ đệ, nhưng không chứng đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tánh tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nên thể nhập vào tướng các pháp, biết tất cả pháp không tác, không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng thì mới tăng trưởng căn lành thù thắng. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể tự tại thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, chứng được địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, được thọ ký nhẫn. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tinh tấn tu hành mười lực Như Lai và vô lượng vô biên các pháp khác của Phật, nhưng nếu chưa thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thì vẫn chưa chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tánh tướng của tất cả pháp đều không, không khởi, không thành, không truyền, không diệt, nên thể nhập vào tướng các pháp, biết tất cả pháp không tác, không động vào các hành tướng. Nếu Đại Bồ Tát này đầy đủ phương tiện thiện xảo tối thắng thì mới tăng trưởng căn lành thù thắng. Nhờ căn lành này tăng trưởng, Đại Bồ Tát có thể tự tại thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí. Như vậy gọi là phương tiện thiện xảo. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo mà lại thực hành các thiền định thì mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, phương tiện thiện xảo thù thắng như vậy đều do bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 526.